Xin chào các bạn. Xin chào mừng các bạn quay lại với buổi livestream của Thẩm mỹ viện. Hôm nay chúng ta tiếp đón vị khách hàng cũ, chị sau khi nâng mũi S-line cấu trúc sửa lại và độn cọc được 10 ngày. Hôm nay chị quay lại với chúng ta. Chào em. Hôm nay em cảm thấy như thế nào sau khi mà gỡ những cái nẹp mũi rồi cái nẹp cầm ra thì em cảm thấy như thế nào? Thấy như thế nào với cuộc sống? Đúng ra là lúc đeo băng thì cũng đã thấy mình khác. Nhưng khi gỡ nẹp, gỡ băng dán ra thì đúng là thấy mình khá hoàn toàn. Tự mình cảm nhận là không giống mình. Sao theo cái cốc độ tiêu cực hay là tích cực? Nhưng mà rất là hài lòng. Thay đổi ha. Em đã thay đổi và đẹp lên rất nhiều. Em bây giờ em có đau đớn gì không? Không có cảm giác đau, bây giờ thì không có đau không gì. Kể cả trong quá trình phẫu thuật thì cũng không có thấy đau, hay là kể cả trong cái thao tác như là tiêm chích cũng được ủ tê trước nên là cũng không gây đau. Nên bản thân thì rất là sợ kim. Nhưng mà làm thì không có cảm nhận là đau hay gì cả, thì cũng rất là hài lòng. Không đau đến gì. Trong quá trình em nâng mũi S-line cấu trúc sửa lại thì các bác sĩ gây tê, chỉ tiến hành gây tê cho em thôi. Nâng mũi và đồng cầm chỉ tiến hành gây tê thôi, nhưng mà hoàn toàn không có đau đớn gì. Đó là cái kỹ thuật độc quyền tại thẩm mỹ viện, giúp khách hàng không đau đớn. Bây giờ xin mời các bạn quay lại với hình ảnh của chị trước phẫu thuật. Em trước đây, trước ngay khi làm này em đã từng nâng mũi mấy lần rồi? Em đã làm hai lần. Hai lần rồi. Đều là cách đây một năm. Cách đây một năm hết. Ok. Thì đây là cái mũi cũ của bạn. Đây là cái mũi cũ của bạn ha các bạn. Các bạn ở cái góc độ nhìn thẳng này, cái mũi cũ của bạn, các bạn thấy là cái sóng mũi nó bị lệch qua một bên ha. Sóng mũi nó lệch về bên trái của khách hàng. Cái trụ mũi thì nó lại lệch về bên phải. Đó. Và bên cạnh đó thì cái mũi ngắn và làm cái mũi hết. Bên cạnh đó là cái lỗ mũi thì nó không có đẹp được đẹp. Lỗ mũi hình hạt đậu. Và cái nữa là cái sóng mũi nó không có hài hòa với khuôn mặt của bạn. Cái khuôn mặt của bạn khá là tròn ha, nhưng mà cái sóng thì nó nhỏ quá, nó nhỏ mà nó suông, nó thẳng, nó không tự nhiên và không có có sự hài hòa từ cái sóng mũi lên cái đầu mũi các bạn nha. Đó. Cái góc độ dưới lên chúng ta thấy rõ hơn là cái trụ mũi của khách hàng bị lệch qua bên bên phải ha, còn cái sóng thì nó lệch qua bên trái. Hai cái nó trên nhau. Cái hình dạng là mũi hoàn toàn không đẹp, và bên đằng cạnh đó thì cái cánh mũi khá là hơi rộng hơn so với cái mắt, cái bề ngang của mũi hơi rộng, chưa có được hài hòa. Cái góc độ nghiêng này chúng ta thấy rõ nhất là cái trụ mũi này nè, nó bị kéo xuống dưới, nó bị kéo xuống, nó kéo phồng xuống dưới. Do lúc trước các bác sĩ kia người ta làm thì người ta đặt cái mũi Hàn Quốc á, với cái kỹ thuật nó không có được đẹp, cái này nó phồng xuống nhìn không đẹp, thô lắm. Nhìn nó rất là thô. Ở đây, góc độ nghiêng chúng ta càng thấy rõ điều đó. Nhìn mất tự nhiên. Mà thậm chí là một bên bên xệ hơn, mà một bên thì keo hơn. Nhìn nó không có tự nhiên. Rồi chúng ta thấy rõ là mũi ngắn ha. Mũi ngắn hết. Và cái độ hài hòa của cái sóng mũi nó không cân đối. Các bạn thấy là cái chiều cao của cái này so với chiều cao của cái đỉnh mũi này nó không cân đối, ở bên cạnh đó mũi hết, làm cho cái đặt lên cái khuôn mặt của bạn nhìn nó không có hợp. Đây, và bên cạnh đó thì cái cầm của khách hàng, cái góc nhìn nghiêng bạn thấy rõ là khi mà chúng ta phân tích khuôn mặt thì cái chiều dài của cái trán này, chiều dài của cái mũi là đây, thì cái chiều dài của cái cầm là thiếu, và khách hàng thiếu cái cầm, thiếu cái độ nhô của cầm, làm cho cái cảm giác của miệng của khách hàng hô. Đây bạn nhìn thấy là miệng khách hàng hơi hô ha, cầm thì lẹm ra sau. Đó, với cái cầm này chúng ta cần cái độ nhô ra trước. Theo cái mặt phẳng thì chúng ta thấy là mặt khách hàng rất là đẹp rồi. Đây.
Đây, bây giờ chúng ta cùng nhìn lại xem không biết là các bạn có bất ngờ không? Khi mà chúng ta so sánh thì chúng ta thấy rõ ha. Đây là cái góc nhìn thẳng. Bây giờ em đầu tiên chúng ta phân tích cái góc nhìn nghiêng trước. Em nghiêng qua bên này cho các bạn thấy. Đây, để lấy cái hình kia rõ. Lấy cái hình nghiêng thẳng. Em nghiêng qua bên này cho mình. Đó. Bây giờ này, các bạn thấy lúc trước, bây giờ chúng ta nói về cái cầm trước đi. Cái cầm lúc trước là cái cầm thiếu cái độ nhô ha, thì chúng ta làm thấy là cái miệng khách hàng hô nè, anh cầm lẹp và nhìn cái miệng hô này, nhìn cảm giác nó khách hàng hơi quê tí xíu ha. Bây giờ chúng ta khi mà chúng ta đụng cầm lên, chúng ta nâng mũi đi thì cái chỗ hô này nó không còn nữa và nhìn nó rất là đẹp ha các bạn ha. Rồi bên cạnh đó cái góc nhìn nghiêng chúng ta thấy cái dáng mũi nó đã thay đổi ha, thì dáng rồi bây giờ là chiều dài của chiếc mũi nó đã đủ độ dài và nó kín. Hiện tại thì góc nghiêng thì cái chỗ này do lúc trước của bạn nó hơi phồng thì chúng ta cần thời gian để mà cái chỗ này nó sẽ thu lên thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Bây giờ mũi của khách hàng đủ độ dài và nó đã kín và cái khuyết điểm này hầu như là không còn nữa. Cái khuyết điểm mà phồng này không còn nữa. Rồi, ở góc độ thẳng ha, góc độ thẳng này các bạn thấy cái sống mũi bây giờ đã đủ độ dài rồi và nhìn nó rất là hài hòa với khuôn mặt. Đây, chúng ta nhìn cái khuôn mặt, cái khuôn mặt tròn của khách hàng thì bây giờ cái sống mũi này, cái bề dày của cái sống mũi này rất là hài hòa với khuôn mặt và tự nhiên và nó liên tục ha. Thứ nhất là nó thẳng trục giữa khuôn mặt chứ nó không còn lệch như vậy. Cái thứ hai là nó hài hòa với cái đầu mũi. Đầu mũi nó liên tục và nó hài hòa với cái đầu mũi, nhìn tự nhiên và cái đầu mũi này của khách hàng cũng rất là thon gọn, phù hợp với cái bề ngang của khuôn mặt của khách hàng. Cân đối. Bên cạnh đó thì chúng ta có tiến hành gom cánh mũi cho bạn một cái xíu bên trong. Các bạn thấy bây giờ chúng ta không thấy sẹo xiết gì của khách hàng sau khi gom cánh mũi mà chiếc mũi nó đã thu hẹp lại, nó hài hòa với khuôn mặt của khách hàng. Bề ngang của cánh mũi rất là đẹp bằng chiều dài của con mắt thôi. Đó. Bây giờ nói về cái tỷ lệ đẹp mà là khách hàng đã đạt được rồi ha. Chiều dài của trán nè. Chiều dài của mũi và chiều dài của cầm là ngang bằng nhau và nó cái cầm nó cùng mặt phẳng với lại cái mặt phần trán xuống ha. Bên cạnh đó thì bề ngang, nói về bề ngang thì bề ngang của cánh mũi nó cũng bằng bề ngang khoảng một con mắt, nó rất là hài hòa, rất là đẹp. Và bên cạnh đó cái góc mũi môi đây là của khách hàng bây giờ tầm khoảng 95 độ, cũng là một cái góc đạt tiêu chuẩn đẹp của những cái người phụ nữ. Bên cạnh đó rồi. Và bên cạnh đó thì cái em cái lỗ mũi của khách hàng bây giờ là cái lỗ mũi hình hạt chanh ha các bạn, rất là đẹp. Nó không còn cái khuyết điểm mà nó lệch cái trụ mũi như lúc xưa đó. Cái lỗ mũi rất là đẹp. Em thấy như thế nào, hài lòng hả? Rất là hài lòng, không chân là. Rồi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Em có bác sĩ Cường, bác sĩ Minh đã có bàn tay phép thuật để giúp cái khuôn mặt thay đổi với tự tin hơn. Cảm ơn em vì đã tin tưởng vào cái việc. Xin chúc em có cái cuộc sống hạnh phúc và thành công. Cảm ơn. Xin chào và xin cảm ơn các bạn.